chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và dễ tại nhà, giúp cây phát triển được rất nhiều nụ hoa. Hoa luôn rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Cây sẽ luôn xanh tốt, khỏe mạnh. Hoa nở đẹp rực rỡ quanh năm. 7 ngày một lần. Các bạn hãy cho nước vào đây. Và chúng ta sẽ thực hiện việc tưới ngâm. Và hãy để trong 7 phút. Sau đó lấy ra. Các bạn hãy sử dụng 3 thìa gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Cho vào 1 lít nước. Các bạn nên sử dụng bột quế có tính khử trùng, giúp hoa lan phát triển rất nhanh. Dùng 1 thìa cà phê. Sau đó cho nước gạo vào. Các bạn sẽ để ở nơi mát sau 4 giờ. Khi hoa lan đã trồng lâu mà không có hoa hoặc có những chiếc lá bị vàng, các bạn hãy thay chậu cho cây. Hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Cắt bỏ tất cả những rễ hư. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước này. Cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và nên áp dụng vào buổi sáng sớm. Nó sẽ loại bỏ các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ. Và đến chiều thì những chiếc lá này sẽ khô lại rất nhanh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoa lan. Không được áp dụng vào buổi tối, vi khuẩn và nấm sẽ phát triển rất nhanh. Tưới nước này vào chất trồng, nó sẽ khuyến khích vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển được rất nhanh.
hãy áp dụng 14 ngày một lần cho hoa lan. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó sử dụng nước này. Các bạn sẽ lau cho các chiếc lá của cây hoa lan này. Nó sẽ bảo vệ cho hoa lan không bị nấm. Cây sẽ được phục hồi nhanh hơn. Sau đó hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Cho nước này vào. Và hãy để trong 30 phút. Rễ mới sẽ được phát triển rất nhanh. Và nó sẽ giúp cho những cây yếu ớt, kém phát triển luôn xanh tốt. Rễ phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Mình có tạo nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Sau đó lấy ra và đặt những cây hoa lan này ở nơi có ánh sáng. Cây sẽ luôn xanh tốt, khỏe mạnh. Rễ sẽ phát triển được tốt hơn. Những chiếc lá sẽ cứng cáp, rất dày. Những bông hoa sẽ luôn nở rộ và tươi đẹp rực rỡ hơn. Tưới nước giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.